cũng không cho rằng pháp vô sanh chứng pháp sanh. Xá Lợi Tử hỏi, nếu như vậy thì lẽ ra không đắc không chứng? Thiện Hiện thưa, tuy có đắc có chứng, nhưng chẳng phải thật có. Xá Lợi Tử hỏi, là cho rằng pháp chưa sanh, sanh ra, hay là cho rằng pháp đã sanh, sanh ra? Thiện Hiện thưa, ý tôi không cho rằng pháp chưa sanh, sanh ra, cũng không cho rằng pháp đã sanh, sanh ra. Xá Lợi Tử hỏi, ý cho rằng sanh sanh ra hay là cho rằng không sanh sanh ra? Thiện Hiện đáp, ý tôi không cho rằng sanh sanh ra, cũng không cho rằng không sanh sanh ra. Xá Lợi Tử hỏi, ngài thuyết pháp không sanh là muốn biện thuyết tướng không sanh phải không? Thiện Hiện thưa, tôi đối với sự thuyết về pháp vô sanh cũng không muốn diễn thuyết tướng vô sanh. Xá Lợi Tử hỏi, đối với pháp vô sanh, phát sanh lời nói vô sanh, lời nói vô sanh này cũng vô sanh phải không? Thiện Hiện thưa, từ nơi pháp vô sanh phát sanh lời nói vô danh.